Ôi, cái gì đây? Tiếng gì đấy? Con thú. Ui, có tiếng gì trong cái nhà này? Ở đâu? Đi. Ai giải tay rồi ơi. Đây 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 anh ơi. Ôi, sợi nó bỏ luôn kìa. Ôi trời. Ơi. Anh đã ổn, nào nghe tiếng gì? Này, đây này, một hai con luôn. Hai con, con. Rồi. Xin chào mọi người nhá. Thì hiện tại là anh em mình đang đi tìm cái con rắn hổ mang vừa nãy tấn công một bà lão ở đây. Thì bây giờ là bà nói là ở ngay cái khu rìa bờ này bên đây. Bây giờ anh em mình đang có mặt ở đây rồi, không biết là có tìm được không? Bà ấy nói ở là thì mình xem lại thử xem nếu mà có gặp thì mình sẽ bắt giúp bà vì bà đang làm ở này. Thì cái nhà này bỏ lâu lắm rồi, bà chỉ sang cái rồng của lạc thôi. Có thấy không anh? Bây giờ mình phải lần được cái dấu vết bò chứ mình không lần được cả con rắn đâu nha mọi người. Xem nó xem nó ở đâu thì mình mới sang đây để tìm kiếm được những lần sau thôi. Xem thử xem có phát hiện gì. Này lâu rồi cũng có đấy. Có mà. Nhà này hoang lắm đấy. Ôi, cái gì đây? Tiếng gì đấy? Con thú. Ui, có tiếng gì trong cái nhà này? Ở đâu? Ở đây, ngay chỗ này thôi. Nối nó đi vào nối nào đây? Đây, đi về đây. Đây có cái cửa sổ này. Đây. Không. Đi, đây này anh em mình đi. Đâu? Ui, okay. Ui mái này. Mái này sập. Đi anh đi thôi. Đi vào trong cái nhà này thử xem nào. Vâng. Ủa tối đấy. Tối này không biết có nhìn thấy không ý. Ui, này thì vừa đã xem ở đâu đấy? Ở bên kia. Đi xem bên này. Ủa cái gì đây này? Đâu? Ui. Không phải. Nghe tiếng phá phát này. Ui. Không phải. Kinh thế nhỉ? Ui. Ui. Cái máy ngói này nạ chứ. Ừ. Đây mọi người. Này. Ừ. Của hát nhiều ấy. Ui, sao chỗ này máy lại sập cửa này nhỉ? Thế mới tại đây nha mọi người. Thì cái mái nhà này nó sập rất là lâu rồi. Cái nhà này sập lâu quá rồi. Ừ, ông nghĩ ở trong là ở cái tủ đây phải không? Ừ. Ui giời ơi, cái gì đây? Ui, kìa. Đâu ra? Ui, kìa phía đây. Wow, đấy thấy không? Đây này. Ui. Ai giải tay rồi anh ơi? Đây anh ơi. Ui giời ơi, nó bỏ luôn kìa. Đấy giời. Anh đã bỏ. Nào nghe tiếng gì? Này, đây này. Một con luôn. Hai con rồi. Rồi. Ôi giời ơi. Kìa. Ê, cẩn thận đấy, nó đập đấy. Xa tay ra. Rồi. Ui, nó gật kìa. Con kia hút. Con này. Con kia mắt đen xì luôn. Ui, con này đen bóng luôn này. Con này đang bị lột đây. Ui giời. Ô mà nó lột đây này. Đây nha mọi người, trong cái tủ này thì chắc là bỏ hoang lâu lắm rồi nhỉ. Kỉnh thế này anh ơi. Ấy, nó mổ đây. Có một đấy. Quay lỗ luôn. À, đây này. Đây, nó có cái lỗ đây, nó có cái quay lỗ này. Dạ, kìa. Này, kính. Thế mới kinh như gì? Kính, rắn theo kính. Này, mà không biết được mà vào thì nó cắn chết. Ấy chưa? Vào cái là nó nhề mồm ra nó cắn đấy. Ê mẹ. Thì nó về nhà lại có tìm mực cho bá rồi. Ui giời, kìa. Đây anh em mình bắt được hai con chưa? Rắn này thì sẽ giúp cho người ta dân người ta ở đây được an toàn nha mọi người.
anh em mình quên nhỉ. Xa đây chứ không là nó vươn theo tay nó khổ chết. Ấy yêu. Ý giời. Đấy là cái mũ sao nhỉ? Ừ, nó là cái mạng. Đấy. Ấy. Ý giời. Ý giời. Ôi ôi. Ui tòa nhỉ. Nó chạy xuống cái kia nó chạy. Đưa con anh em đây để em cầm cho. Cho nó ra ngoài sân đi. Cho đi anh em, mỗi anh em cầm con nó ra ngoài sân đi. Ừ, đi chơi. Đi đây. Hả? Chạy bay đến đây. Ờ tí nữa khu này về đấy sau. Đây không, một người thì tí anh em sẽ khu lại xong. Ôi nó hổ kìa. Nó vừa đập phát đi. Kinh quá. Cái kinh dừa. Con này là nó lột từ mắt nó không nhìn thấy mà sao nó vẫn đúng, nó nhìn thấy. Cái nó chỉ là nhìn thấy mờ mờ thôi nha mọi người. Đây này. Một đuôi luôn nhá. Ừ, cái bà đấy bị cắn hôm giờ không biết là sao đấy nhỉ. Tí phải bảo nó nhắn tin lên trên điện. Ôi. Cái đuôi luôn này. Vâng. Ui. Ui giời. Con này nó cao. Này. Đấy. Ngốc. Ê ơi dớm nhỉ. Kinh thấy chưa? Con này nhìn nó như hổ chúa này. Nó khác gì hổ chúa đâu mà. Nó ui giải cái nó đuổi luôn kìa. Kinh quá. Ấy. Thế mới kinh nhìn. Nếu nhìn nó cái bảnh nó to thế nhỉ? Bảnh con này to mà. Bảnh này nó to thật đấy. Con này phải được tầm 7-8 cân đấy. 7-8 cân này ít chứ. Bỏ thế. Bỏ thế không biết. Đây này. Ý giời kì nó quá. Nhưng mà bây giờ mình kết túi mình đâu đấy? Túi mà anh vắt trong nhà. À thế. Ý giời kì nó đẹp nhé. Cái con này nó đen xì luôn này. Từ viên đấy. Đúng rồi, cho thành số 8 ở đấy đấy chứ. Úi giời. Úi giời. Ai à? Được ấy nhầy. Còn vật vã luôn. Bố ạ. Vắt ngang người luôn. To thật. To đây anh ơi. Kinh cầm. To vào đây. Cầm phát chặt. Chân tay luôn. Ui. Ê. Bắt đi xong rồi chụp ảnh cho bà anh. Bắt. Thế mọi người thì bây giờ anh em sẽ bắt ngay nhá. Để vào tiếp tục cái lần thử trong cái kia nó vẫn còn một cái thủ nữa nhầy. Ở kia vẫn còn cái thủ nữa nhầy. Thì vào trong cái lần tiếp. Ừ, con này nó to. Ừ. Đây, hai quán nhá. Đây. Tủa nặng hay bộ vẫn mạnh. Thế là mọi người thì bây giờ anh em xin phép là kết thúc video tại đây nhá. Để khu lại trong cái kia để nằm thử trong cái tủ xem liệu nó còn không thì mọi người đó xem clip tiếp theo anh em nhé. Chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá.